Xin kính chào các quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước tiên, em xin phép được điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Vàng tăng giá vào sáng thứ ba trong bối cảnh lo ngại về thời gian và quy mô của các biện pháp kích thích của Mỹ. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối mức giá đắt đỏ cho gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD do tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất hồi đầu tháng. Họ đã đề xuất một kế hoạch nhỏ hơn nhằm mục tiêu phân phối vaccine COVID-19. Một số biện pháp cứu trợ COVID-19 có thể được thông qua trước khi phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ hai bắt đầu vào tháng 2. Hạ viện hôm thứ hai đã chuyển lên Thượng viện cáo buộc Trump kích động nổi dậy trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ ông trước một cuộc tấn công vào đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1. Trong khi đó, Thượng viện đã bỏ phiếu 84 trên 15 để xác nhận Janet Yellen là nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên. Yellen hiện được cho là sẽ nhanh chóng tiến hành cứu trợ COVID-19, xem xét lại chính sách trừng phạt của Mỹ và tăng cường các quy định tài chính. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang diễn ra vào cuối ngày hôm nay với quyết định chính sách sẽ được đưa ra vào thứ Tư. Với thị trường dầu, giá dầu ổn định và thứ ba do lo ngại rằng gói kích thích của Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn và các trường hợp coronavirus gia tăng đã chống lại các tín hiệu tăng giá từ việc tuân thủ tốt hơn, thỏa thuận cắt nguồn giảm cung và nỗ lực vaccine đang diễn ra. Tại Trung Quốc, các trường hợp COVID-19 gia tăng gây ra triển vọng về nhu cầu ở nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới giảm đi. Tuy nhiên, vẫn có những khu vực mà về nhu cầu nhiên liệu vẫn còn mạnh mẽ, Tại Ấn Độ, nhập khẩu dầu thô trong tháng 12 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm do việc nới lỏng các hạn chế về coronavirus đã thúc đẩy hoạt động kinh tế. Về nguồn cung, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh tuân thủ các cam kết hạn chế sản lượng dầu đang đạt trung bình 85% trong tháng riêng. Ngoài ra, sản lượng từ mỏ Tegit khổng lồ ở Kazakhstan đã gián đoạn do cắt điện vào ngày 17 tháng 1. Với thị trường ngoại tệ với USD, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ vào thứ ba khi các trường hợp lây nhiễm toàn cầu vẫn đang gia tăng. Tốc độ và quy mô của chính sách kích thích của Mỹ có vấn đề khiến sự lạc quan suy giảm và các nhà đầu tư vẫn thận trọng cho đến khi có quyết định chính sách của Fed vào cuối tuần này. Sự hạ nhiệt của thị trường chứng khoán châu Á và các nhà đầu tư thận trọng chuyển sang các tài sản an toàn đã thúc đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ. Về GDP, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ xem xét khả năng nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch trước ngày 15 tháng 2, nhưng phải đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát không bị loại bỏ sớm. Đồng bảng Anh đã tăng ngay sau khi có tin tức này với NZD. Hiện tại, Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến sẽ tăng lãi suất trong vài năm tới trên căn cứ rằng nền kinh tế đang hồi phục, thị trường lao động được cải thiện và lạm phát là tốt so với Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã dự kiến trước đó. Chúng tôi tin rằng Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ giảm quy mô mua trái phiếu bắt đầu từ năm nay, sau đó tăng lãi suất vào cuối năm 2022 và cuối cùng là tăng lãi suất lệ 3 lần lên 1,0% vào giữa năm 2023. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua, tiếp theo sẽ là tin tức và chiến lược ngày 27 tháng 1. Giá vàng hôm nay 27 tháng 1. Giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn nhấp nhộp tăng tăng lên do đồng USD suy yếu và nhiều yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại này. Giấy đầu tư tiếp tục đánh cược vào khả năng đồng bạc xanh suy yếu sau khi bà Janet Yellen được Thượng viện Mỹ thông qua đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, trở thành thành viên chính thức thứ ba trong nội các của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden. Vàng có xu hướng tăng do có chuyển vọng kinh tế thế giới không mấy tươi sáng. Liên hợp quốc dự báo kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 4,7% trong năm 2021 sau khi giảm 4,3% năm 2020 do đại dịch Covid-19 gây ra. Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB cũng vừa đưa ra nhận định cho rằng năm 2021 có thể là một năm phục hồi nhưng sẽ đi kèm với sự bất ổn ở mức cao trước khi bước vào giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế mới. Tỷ giá ngoại tệ ngày 27 tháng 1, USD giảm khi kinh tế Mỹ ảm đạm. Tỷ giá ngoại tệ ngày 27 tháng 1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế Mỹ không mấy sáng sủa. Đầu phiên giao dịch 26 tháng 1 trên thị trường Mỹ, tức đêm ngày 26 tháng 1 theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la index đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 90,21 điểm. Cục dự trữ Liên bang Mỹ cho biết vẫn chưa có lý do để thay đổi chính sách tiền tệ hiện nay, khi nền kinh tế vẫn chịu tác động của đại dịch Covid-19, một chính sách nới lỏng vẫn sẽ được tiếp tục. Đồng USD được dự báo là sẽ đi xuống nếu Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Bà Janet Yellen trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Mỹ, Mỹ sau khi đã là nữ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đầu tiên dưới thời Obama. Bà Yellen được biết đến là người đã đưa lãi suất về mức thấp lịch sử. Bà Janet Yellen là người ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng và gần nhất là gói cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Biden đề xuất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng như giúp người dân Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay cuối cùng thay mặt cho bt group em xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị trong các bản tin tiếp theo